Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính. Phân môn tập làm văn. Tiết số 15. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Ở bài học này, cô sẽ giúp các em hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải kết hợp với yếu tố miêu tả thì bài văn mới hay và thuyết phục. Ở phần kiểm tra bài cũ, khi thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, ta vận dụng các yếu tố nghệ thuật vào trong bài để làm gì? Khi vận dụng các yếu tố nghệ thuật vào trong bài văn thuyết minh, sẽ góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc. Giờ đây, cô chào chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, trong văn bản thuyết minh, khi trình bày các đối tượng cụ thể trong đời sống như các loài cây, danh lam thắng cảnh, bên cạnh việc thuyết minh rõ ràng, mạch lạc các đặc điểm, giá trị, quá trình hình thành của đối tượng thuyết minh, ta cần vận dụng biện pháp miêu tả để làm cho đối tượng hiện lên gần gũi, cụ thể, dễ cảm nhận hơn. Và bài học hôm nay, cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Trên màn hình có cái viết là các em sẽ viết vào vở bài học. Còn những phần khác, chúng ta sẽ quan sát và nghe giảng. Phần 1 la mã, tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Số 1 nhỏ, ví dụ, sách giáo khoa trang 24. Các em cùng mở sách giáo khoa và cùng đọc với cô. Cây chuối trong đời sống Việt Nam. Đi khắp Việt Nam, nơi đâu ta cũng gặp những cây chuối thân mềm, vươn lên như những trụ cột nhẵn bóng, tỏa ra vòm tán lá xanh mướt, che rợp từ vườn tược đến núi rừng. Hầu như ở nông thôn, nhà nào cũng trồng chuối. Cây chuối rất ưa nước, nên người ta thường trồng bên ao hồ để nhanh tươi tốt. Còn bên những khe suối hay thung lũng, chuối mọc thành rừng, bạt ngàn, vô tận. Chuối phát triển rất nhanh. Chuối mẹ đẻ chuối con đẻ chuối cháu, cứ phải gọi là con đàn, cháu lũ. Người phụ nữ nào mà chẳng liên quan tới cây chuối khi họ phải làm vườn, chăn nuôi và nội trợ? Bởi cây chuối là thức ăn, thức dụng từ thân đến lá, từ gốc đến hoa, quả. Có lẽ trong các loài cây thì cây chuối là loài mang sẵn trong nó nhiều nhất các món ăn truyền lại của tổ tiên người Việt Mường từ xa xưa cho tới ngày nay. Quả chuối là một món ăn ngon. Nào là chuối hương, chuối ngự, chuối xứ, chuối mường. Loại chuối nào khi quả đã chín cũng đều cho ta vị ngọt ngào và hương thơm hấp dẫn. Có một loại chuối được người ta rất chuộng, đấy là chuối trứng cuốc. Không phải là quả tròn như trứng cuốc, mà khi chín, vỏ chuối có những vệt lớm đớm như vỏ trứng cuốc. Mỗi cây chuối đều cho một buồng chuối, có buồng chuối trăm quả, cũng có buồng chuối cả nghìn quả. Không thiếu những buồng chuối dài từ ngọn cây uống trĩu xuống tận gốc cây. Quả chuối chín ăn vào không chỉ no, không chỉ ngon, mà còn là một chất dưỡng da làm cho da dẻ mịn màng. Nếu chuối chín là một món quà sáng trưa chiều tối của con người, thì chuối xanh lại là một món ăn thông dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Chuối xanh có vị chát, để sống cắt lát ăn cặp với thịt lợn luộc chấm tôm chua, khiến miếng thịt ngon gấp bội phần. Nó cũng là một món ăn cặp rất tuyệt vời với các món tái hay món gỏi. Chuối xanh nấu với các loại thực phẩm có vị tanh như cá, ốc, lương, chặt, có sức khử tanh rất tốt. Nó không chỉ làm cho thực phẩm ngon hơn, mà chính nó cũng có cái ngon, cái bổ riêng không thay thế được. Người ta có thể chế biến nhiều món ăn từ quả chuối, như chuối ép, mứt chuối,
kẹo chuối, bánh chuối. Nhưng có một điều quan trọng là quả chuối đã trở thành phẩm vật thờ cúng từ ngàn đời trên mâm ngũ quả. Đấy là chuối thờ. Chuối thờ bao giờ cũng dùng nguyên nãi. Ngày lễ, Tết, thường thờ chuối xanh già. Còn ngày rằm hoặc dỗ kỵ, có thể thờ chuối chín. Theo Nguyễn Trọng Tạo, tạp chí Tia Sáng. Giờ đây, các em cùng cô đi vào từng phần của bài. Hãy giải thích nhan đề của văn bản. Nhan đề của văn bản gợi đến vai trò của cây chuối trong đời sống của con người. Đối tượng là cây chuối. Đối tượng miêu tả, đối tượng thuyết minh là cây chuối trong đời sống con người Việt Nam. Có hai ý. Thứ nhất là vai trò của cây chuối đối với đời sống vật chất và tinh thần của con người từ xưa tới nay. Thứ hai, đó là thái độ và tác dụng của con người trong việc nuôi trồng, chăm sóc và sử dụng có hiệu quả các giá trị của cây chuối. Nội dung của nhan đề liên quan mật thiết với nội dung của văn bản. Các em cùng cô quan sát. Ở đoạn 1, câu 1, giới thiệu đặc điểm sinh trưởng của cây chuối. Câu số 3, là nơi sinh trưởng của cây chuối. Và câu 4, đó là thuyết minh về đặc điểm sinh trưởng và tính chất sinh trưởng của cây chuối. Ở đoạn 2, chứng minh luận điểm chuối là thức ăn, thức dụng. Và ở đoạn số 3, giới thiệu quả chuối. Chuối chín sẽ dùng để ăn sáng, trưa, chiều, tối. Chuối xanh là dùng để chế biến thức ăn. Và cuối cùng, đó là chuối trong việc thờ cúng. Chúng ta vừa tìm hiểu, giờ đây các em sẽ chép vào phần vở bài học. Để thuyết minh về cây chuối trong đời sống của con người Việt Nam, đã có sự kết hợp yếu tố miêu tả trong các câu văn. Các em dựa vào ví dụ trong sách giáo khoa, chúng ta dễ dàng tìm ra các câu văn. Câu thứ nhất, thân mềm vươn lên như những trụ cột nhặng bóng. Các em thấy miêu tả bằng từ, cụm từ, so sánh. Tán lá xanh mướt, miêu tả bằng cụm tính từ. Khi ta thuyết minh và đưa yếu tố miêu tả như nghệ thuật so sánh vào để thấy được sự sinh động và hấp dẫn hơn về đối tượng. Chuối mẹ đẻ chuối con đẻ chuối cháu, con đàn cháu lũ. Miêu tả và vận dụng nghệ thuật nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm sinh trưởng của chuối. Chuối trứng cút được miêu tả có những vệt lớm đớm như vỏ trứng cút. Miêu tả bằng cách so sánh. Những bùn chuối dài từ ngọn cây uốn trĩu xuống tận gốc cây. Miêu tả bằng cụm từ. Đây chính là miêu tả đặc điểm quả chuối, giúp cho bài văn trở nên sinh động và cụ thể hơn. Em thân mến, để thuyết minh cho cụ thể sinh động và hấp dẫn, bài thuyết minh có thể kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả. Yếu tố miêu tả sẽ có tác dụng làm cho đối tượng thuyết minh được nổi bật và gây ấn tượng. Do vậy, khi chúng ta thuyết minh một văn bản, một đối tượng thuyết minh, thì chúng ta cần có yếu tố miêu tả. Vậy yếu tố miêu tả phải được chọn lọc, chi tiết, cân nhắc khi đưa vào bài. Tránh chúng ta đưa quá nhiều sẽ lấn át yếu tố thuyết minh.
Giờ đây, để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng bước vào phần luyện tập. Bài tập 1, trang 26. Bổ sung yếu tố miêu tả vào các chi tiết thuyết minh. Cô có một số gợi ý. Phần thân chuối cao khoảng 2 mét, to bằng cột nhà. Càn lên trên, thân càn nhỏ lại. Thân mềm vươn lên như những trụ cột nhẵn bóng, tỏa ra vòm tán lá xanh mướt, nhẵn bóng. Gồm nhiều lớp bạ xếp lên nhau, màu xanh nhạt, sờ tay vào mắt lạnh. Lá chuối tươi lúc mới ra hình xoắn, cuộn tròn như chiếc hoa loa kèn. Lúc lớn to bản, xanh đậm, chính giữa sóng lá màu xanh nhạt, che mát cho cả khóm. Có thể kéo dài 2,7 mét và rộng 60 cm. Phần lá chuối khô không còn màu xanh mà chuyển sang màu nâu đất. Khi ấy, lá không còn vươn lên mà rũ xuống, nằm ép mình như còn cố bao bọc, chở che cho thân cây. Nõn chuối khi nhú lên có màu xanh non rất đặc trưng, gọi là màu nõn chuối. Từ chỗ nõn chuối cuộn chặt, chẳng mấy chốc nõn chuối lớn dần, lỏng ra và nở thành một tàu chuối. Bắp chuối hay còn gọi là hoa chuối có màu tím nhạt hoặc tím sẫm. Bắp chuối vươn lên từ giữa lòng thân cây chuối. Đấy chính là một bông hoa lớn chứa rất nhiều quả chuối non xếp thành từng nải chuối. Quả chuối xếp thành từng nải, cong cong như một vần trăng lưỡi liềm đầu tháng. Các em thấy khi đưa yếu tố miêu tả vào, đã được chọn lọc, chi tiết tiêu biểu hợp lý, do vậy đối tượng sẽ được thuyết minh một cách thuyết phục hơn. Chúng ta sang bài tập 2 ở trang 26. Một lần đến thăm trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Bác Hồ gợi ý nên phát triển đồ sứ dân tộc. Bác nói, người Việt thường dùng chén chứ không dùng tách. Tách là loại chén uống nước của tay, nó có tai. Chén của ta không có tai. Khi mời ai uống trà thì bưng hai tay mà mời. Bác vừa cười, vừa làm động tác. Có uống cũng nâng hai tay xoa xoa rồi mới uống. Mà uống rất nóng. Đấy, dân tộc đấy. Bác nói tiếp, cái chén còn rất tiện lợi. Do không có tai nên khi xếp chồng rất gọn, không vướng, khi rửa cũng dễ sạch. Theo Phạm Côn Sơn, làng nghề truyền thống Việt Nam. Với đoạn vừa rồi, chúng ta dễ dàng nhận ra yếu tố miêu tả trong đoạn văn đó là tách là loại chén uống nước của tay, nó có tai. Chén của ta thì không có tai. Khi mời ai uống trà thì bưng hai tay mà mời. Có uống cũng nâng hai tay xoa xoa rồi mới uống. Và tác dụng sẽ làm nổi bật hình ảnh các loại chén là đối tượng thuyết minh và hình ảnh của Bác Hồ. Bài tập 3, các em có thể về nhà làm thêm vì thời gian có hạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong đoạn văn thuyết minh. Đề bài cô cho đó là các em sẽ lựa chọn một nội dung trong phần thân bài để viết một đoạn văn thuyết minh ngắn khoảng 10 câu về con trâu ở làng quê Việt Nam, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả. Cô sẽ gợi ý phần dàn ý. 1. Mở bài, giới thiệu chung về con trâu và sự gắn bó của trâu với người dân Việt. 2. Là thân bài, chúng ta có nhiều ý. Các em có thể lựa chọn một trong các ý ở thân bài để viết đoạn văn thuyết minh ngắn. Thứ nhất là đặc điểm nguồn gốc. Thứ hai là hình ảnh con trâu trên đồng ruộng làng quê Việt Nam. Thứ ba là con trâu trong làm ruộng.
sớm hôm gắn bó với người nông dân trong việc kéo cày, bừa hoặc là kéo xe, chở người, chở đồ vật, vân vân. Các em lưu ý mình có thể sử dụng những câu tục ngữ ca dao về con trâu cho thích hợp và sinh động. Cô lấy ví dụ, mình có thể lấy một câu: Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Hoặc các bạn có thể chọn con trâu trong một số lễ hội, như là chọi trâu ở Đồ Sơn, tục đâm trâu ở trên Tây Nguyên, và được xây dựng trong một số phần vẽ nghệ thuật hay trong những bức tranh đông hồ. Và chúng ta thấy con trâu không thể thiếu đối với tuổi thơ ở nông thôn. Những khi các em học hành, các em nghỉ ngơi hoặc khi vui chơi cùng nhau đều gắn bó với bạn trâu rất mật thiết. Và cuối cùng, trâu là nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, thịt trâu, sữa trâu. Vân vân. Sừng trâu, da trâu, vân vân được sử dụng rất hữu ích. Và đối với người xưa, trâu là tài sản lớn, lao động chính của người nông dân xưa. Qua câu ca Tậu trâu lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy thật là gian nan. Ở phần kết bài, khẳng định vị trí quan trọng của trâu trong đời sống của người nông dân. Giờ đây các em sẽ cùng cô viết đoạn văn. Trước khi viết, cô sẽ cho các bạn tham khảo đoạn văn sau. Trong lúc các chú trâu đang thong thả gặm cỏ hay đầm mình trong dòng mưa mát rượi, thì lũ trẻ con bày trò chơi chặn rẽ. Chúng chia thành hai phe, mỗi phe có một chủ tướng. Chúng cùng lấy bông lau làm cờ trận hoặc vũ khí và lấy trâu làm ngựa chiến như vị thống lĩnh Đinh Bộ Lĩnh thuở thiếu thời khi xưa. Những trận chiến vui vẻ và sôi động ấy đã trở thành kỷ niệm tuổi thơ. Bọn trẻ vẫn còn có một trò chơi đua trâu. Ai điều khiển cưỡi trâu về đích trước, người đó thắng cuộc. Cũng có lúc ta gặp cảnh thật yên bình, êm ẻ. Các cậu bé, cô bé chăn trâu, nằm nghỉ ngơi trên lưng trâu, ngắm cảnh diều sáo phi vu trên bầu trời. Hình ảnh tuyệt vời của trẻ thơ chăn trâu được các nghệ nhân đưa vào tranh đông hồ. Nhìn tranh, ta lại nhớ câu thơ của vua Trần Nhân Tông trong Thiên Trường Vãn Vọng. Mục đồng sáo vãn trâu về hết, cò trắng từng đôi liệt xuống đồng. Tuổi thơ làng quê là vậy. Các em hãy tìm cho cô yếu tố miêu tả được sử dụng trong đoạn văn thuyết minh trên. Chúng ta dễ dàng nhận ra đó là chi tiết miêu tả thông thả gặm cỏ, đầm mình trong dòng mưa mát rượi và nằm nghỉ ngơi trên lưng trâu ngắm cảnh diều sáo phi vu trên bầu trời. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về yếu tố miêu tả sử dụng trong đoạn văn thuyết minh và chúng ta cũng đã luyện tập. Các em sẽ về xem lại bài học và hoàn tất những bài tập còn lại. Chúng ta xem trước bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí và Truyện Kiều. Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút tiếng Việt, bài Các Phương Châm Hội Thoại. Các em xem thật kỹ bài để chúng ta có thể làm bài kiểm tra đạt được kết quả tốt. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.